Hello, xin chào cả nhà này. Hôm nay là hai mẹ con mình cùng đi hết với quen ngang cả nhà. Bây giờ cả nhà hãy cùng mình với Ken đi hết quả kẹt quả nghe nha. Ken dây tay Ken làm đó. Mọi người Ken thấy thế Ken có đẹp không? Cái ạ đi, cái ngại cho ạ đấy, à đó, à cái rửa tay đi cả nhà, cái rửa tay cho cả nhà xem đi, rửa tay, thầm nói dạo á, à cái đánh đồng mê đi. Ơi, bây giờ là đây là trái quan này nghe cả nhà, không biết là cả nhà có biết cái trái quan không nữa, à, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết. Cả nhà ơi, trái quan quá trời luôn, không biết cái đây có cả nhà có biết cái trái gì không? Trái quan ăn cả nhà ơi, đây trái quan nhà ơi mới luôn. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng xem cái mẹ ta nha. Ngọt cái chiếc kén. Rất là ngon luôn. Oh, xin chào, rất cái dĩa rất là thơm ngon luôn cả nhà ơi. Mình chả cá Lý Sơn nha cả nhà, mình đã kho rất là ngon luôn. Bây giờ mình mời cả nhà mình thưởng thức món chả cá của mình nha. Chả cá ngon luôn. Là ngon luôn cả nhà, ngon, ngon cả nhà. Quay, đăng ký để chia sẻ, để biết khi mà thêm động lực cho mình video hấp dẫn hơn cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.